Bụi bặm, tiếng ồn, tường nhà nứt nẻ là những nỗi khổ mà các hộ dân xóm 2 thôn Quang Vinh, xã Đông Quang, Đông Sơn đang ngày đêm phải đối mặt. Tại tuyến đường liên xã chạy qua đây, hàng chục xe tải ra vào núi Vinh bốc đá. Xe đi đến đâu, bụi cuốn bay mù mịt đến đó, hai bên đường, cây xanh phủ kín bụi. Nhà cửa đóng kín mít. Nhiều ngôi nhà được xây dựng rất kiên cố nhưng đều bị rạn nứt. Hôm ở đây xe đi lũ lượt cũng thế chịu được bụi mà nó ồn ào là đến như là em ồn kinh. Nhà chị là hiện tại là tất cả hai tầng phòng nào cũng nứt hết cả. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà đều bị bám bụi dày đặc. Không chỉ bị tra tấn bởi bụi và tiếng ồn từ các loại xe tải chạy qua, tiếng máy nghiền đá trong núi, các hộ dân sống gần mỏ đá còn phải đối mặt với tiếng ồn từ hoạt động nổ mìn khai thác đá. Đây là khu nghiệp thì phải chấp nhận cái khó khăn chung mà cũng chia sẻ các doanh nghiệp thôi. Mà chúng tôi vấn đề là trong thời gian tới thì về cái trách nhiệm cũng cần phải các cái nhà cơ quan tổ chức và các cái nhà chức năng ấy, thì cũng cần phải làm việc với các cái đơn vị này để cho đảm bảo về cái môi trường mà đúng theo cái cam kết về cái việc khai thác khoáng sản. Và kể cả các cái đơn vị mà đầu tư xây dựng cơ bản trong lĩnh vực về xây dựng các tuyến đường giao thông qua địa phương thì cần phải đảm bảo tốt cái lĩnh vực môi trường, mà trong đấy thì cũng phải làm sao để rồi có những cái giải pháp nào để giảm bớt cái bụi bặm rồi giảm bớt cái tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn, siết chặt công tác kiểm tra kiểm soát các xe chở vật liệu không che chắn, chở quá tải trọng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khai thác đá trên địa bàn tuân thủ quy trình khai thác, chế biến đá, tránh ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.